Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái đất nền ha. Đây, từ cái trụ của anh bên đây, mình là phần phía đít nha. Đó, trụ cây đó. Qua tới trụ đá bên này là 7 thước rưỡi. Chiều dài của miếng này là 32, 31 thước 2. Ngang 7 thước rưỡi, dài 31 thước 2. Đất cây lâu năm nha các bạn. Tổng diện tích miếng này là 234 mét vuông ha. Này, mình vừa phả cát sang lấp này. Chỗ này thì khu vực đông dân cư, thích hợp định cư hay là đầu tư sinh lợi ha. Lộ nhựa 3 mét rưỡi, trong bán kính là 2 cây số là có trường mầm non, mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn ha. Bách hóa xanh, chợ, trạm y tế. Cách điện máy xanh khoảng 3 cây số ha. Đây, giá mềm luôn cho anh em. Giá cực mềm luôn ha. 420 triệu ha. Nền này 420. Là mình cho người phun thuốc diệt cỏ luôn. Rồi tới trụ này luôn. Đất này ở khu vực Long Thạnh, phường Long Hưng, quận 1, thành phố Cần Thơ ha. Anh chị em nào có quan tâm thì liên hệ trực tiếp với mình ha, qua số điện thoại 0985 676 958 ha. Này, nền được san cát, san lấp mặt cát luôn ha, san lấp mặt bằng cát. Mình chỉ bơm phả phả thôi ha. Khu đông dân cư ở đây có đầy đủ điện, wifi, nước khói luôn ha. Một đường thông ra chợ, một đường thông ra quốc lộ 91 ha. Rồi, giá chốt 420. Anh chị nào có quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại 0985 676 958. Nền bề ngang 7 thước rưỡi, dài 31 thước 2. Tổng diện tích 234 mét vuông, đất cây lâu năm ha. Đất ở khu vực Long Thành, phường Long Hưng, quận 1, thành phố Cần Thơ ha. Quốc gia Việt Nam. Liên hệ gặp mình, Cường. Rồi, thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh ha, bấm nút cái chuông để mình ra video nhé. Video thì các bạn sẽ được nhận video mới nhất ha, cập nhật đất nền giá rẻ, đầu tư sinh lời ha. Rồi, thân ái kính chào và hẹn gặp lại.